thì làm hello mọi người chuyện đó chuyện đây á nóng quá. Hello, có ai nhẹ không? Wow. Đặng Tả hả? Ê, nè. Quang ngồi xuống quà. Hello mọi người. Ê, mình cầm này đó sao đó ha. Wow, live cam. Tụi Quang đang có mặt tại Ninh Thuận. Giải đua xe thể thao địa hình. Giờ đang bay live cam. Đó. Wow. Quang đang ngồi trong thùng xe. Cảnh rất là đẹp. À, xin chào mọi người, giờ Quang không có tập trung, Quang trả lời. Rất là đẹp. Đúng giải đua xe đi hình. Đó, xe sẽ chạy trên đồi cát nha. Wow. Wow. Trời tiên miệng á. Ok. Oh my god. Dạ nè, con đúng đuôi xe đi hình đó. Ai da. Tụi anh đang chơi. Ai da. Nó biển theo. Đó. Quang với lại anh Hoàng Mèo. Đi quay chơi. Wow. Đang ngồi trên xe, chiếc xe đua thể thao địa hình chạy trên đồi cát ở Ninh Thuận ha. Chào Lê Minh Quốc, Trang Bảo, rất là đẹp. Wow. Đang lên dốc. Hai anh em đang bám. Biển đẹp không? Biển xanh lắm. Wow. Ngồi xuống mấy cái lai cam thấy cái này. Ơi ở đó thấy chưa, chào Hồ Viết Trường, không đọc được chữ luôn á. Duyên Nguyễn, Thảo Lê, anh biết là tại sao nãy giờ anh em lại nè có người coi rồi tưng gì sao coi nó báo lỗi không à. Rồi đó, nãy giờ này xe đang đi trong đường nghiêng lắm. Ở đây tụi anh sẽ thấy được cái đường nghiêng mà ở đây không thấy được. Đi trên cát nè. Chào Bình Trần. Hi Elisa. Wow. Cái này cam tới kìa. Chị Miên Nguyễn. Dạ mưa hồi sáng rồi chị ơi. Mưa như là bão ghê lắm. Có vùng biển kìa. Biển dễ lên hồi chứ. Với lại kẹt xe, hôm nay người ta đi chơi nhiều, số này kẹt xe khủng luôn. Mệt quá. Sắp mặt luôn. Wow. Em không nhìn thấy chữ luôn rồi. Ha. Kem Viên Trần, xin chào. Giờ này mọi người giờ này hang núi rất là đẹp. Tụi anh đang đi. Bắt đầu đi xuống địa hình. Cái này là ngày tí nữa sẽ đua hết ha. Bây giờ đang chạy thôi, đang chạy để lấy hình thôi nên tụi anh chạy rất là chậm. Tụi anh còn như thế này. Ha. Trà Nữ Văn Ngọc, Nhật Hồng Gấm, Ken Vinh Trần, Hạnh Nguyễn, Hạnh Nguyên. Wow, biển rất là trong. Khủng khiếp. Wow. Đẹp lắm chị ơi. Cảnh cực kỳ đẹp. Ở đây cảnh quá đẹp luôn á, thiệt luôn á. Mình mới ra đây mình mới thấy là cảnh đường đang cực kỳ đẹp. Xe lắm nha. Đó nhiều xe cùng tập trung ở đó để bắt đầu sẽ là bắt đầu giờ là ghi danh nè, xét xe rồi chuẩn bị là thử đường đua. Có thử gì để giải trí rồi. Thử chưa? Ừ. Trời ngõ luôn á. Lắc tí sợ. Wow. Đang
đang dán logo. Đang dán logo. Đang dán logo của chị. Đó, thấy không? Số 61. Đó. Sẽ đua đó, ngày mai các xe này sẽ đua với nhau. Đường chạy nè, đang vạch mấy cái cờ dưới đây là vạch đường chạy nè. Chứ không phải đường chạy lung tung đâu. Anh nó chạy theo cái đường chạy theo. Đường chạy nó chạy theo đường cờ đó chứ. Quá trời cờ luôn nè. Chào Ngô Tấn Tài. Để chú ý. Trời. Wow. Sẽ chạy theo những cái đường cờ này nè. Ở Tiến Võ ở đó 9 giờ sáng hả? À sáng mới chạy. Nè, quá trời xe luôn nè. Hồi sáng thử một đợt rồi bây giờ một đợt nữa. Nên ngày mai rất là đông xe ha. Lễ hội nho và rượu vang của thành phố Ninh Thuận năm 2019 ha. Đúng rồi. Cuộc đua xe thể thao địa hình. Đó. Mình thấy không? Rất nhiều xe đó. Nhưng mà phải được ok. Tới. Xong rồi anh hả? Ok, tí em cảm ơn tí. Chào Trần Đức Hiệp, trời rung. Anh, tay em rung rồi. Dạ. Trời ơi, em muốn bay khỏi cái xe luôn đó anh. Cảm ơn quá. Chào anh Thái Nhàn, Thí Vi. Hôm nay là thử đường đua. Ngày mai sẽ đua, chờ ngày mai sẽ diễn ra cuộc đua luôn nè. Đó. Đây là cái đường chạy nè, đường chạy sẽ theo cờ thấy không? Các bạn đang cắm cờ theo đường chạy và tỉnh đường chạy. Đó, đây là điểm tập kết với sân khấu chính. Đó, đây là Laika máy bay. Đâu rồi? Máy bay rồi. Máy bay đang đáp xuống đó. Thấy không? Đó, cái máy bay đang đáp xuống đó. Cái đó là quay Laika. Đau quá. Chào anh Trần Vũ Huân. Nhật Hồng Gấm. Kim Ngân. Dạ, đua xe thể thao địa hình anh. Đua trên đồi cát của Ninh Thuận. Đây này. Xe sẽ chạy toàn bộ trên đồi cát hết. Lên núi cát, đồi cát hết. Nên những cái bánh xe này đều phải thay hết. Thay đổi để hợp với lại cái địa hình ở đây. Đây là cái máy bay nãy vừa bay nè. Đó cái máy bay luôn. Máy bay rồi. Đâu chưa coi. Nè, đó, nãy quay nè. Tao xem không thấy gì chứ nghe. Con thấy chưa? Ở đây là thấy rồi. Đó mọi người thấy không? Nãy máy bay đó. Mấy cái này dán tự do à? Đó. Đó là quay phim ha. Bạn sĩ quay phim, đó. Đó cái máy bay đâu rồi? Cái máy bay đâu cho con cái máy. Đây là cái máy bay nè. Đó máy bay đó, camera đây thấy không? Ở đây bay ở trên trời là đó. Nó bay đi. Biển thì đẹp lắm. Hồi nãy đi cái bách ra cũng đẹp lắm luôn. Đẹp quá. Đi dạo một vòng. Đó, đi một vòng nha. Đi ra coi nhà biển nè, tuyệt vời. Võ Nguyễn Minh Nhật. Tiết Hoa. Trời mệt quá chóng mặt luôn rồi. Trời ơi. Đi xin nước uống đây. Huy ơi xin nước uống Huy. Chóng mặt luôn anh ta. Nước xin được á. Nước nói xin được á. Xin nước uống đi. Anh kia nói xin được. Ừ. Trời. Ok. Phan Nhật Phương Linh. TV. À đây nè mọi người. Vô đây thấy rõ hơn nè. Đó nãy chiếc máy bay. Thấy không? Quay camera bay á. Quá đẹp ghê. Đẹp ta. Sẽ chỉ cho một chui làm tay sẵn. Đó. 5 phút được hả? Còn được nữa mà. Hơi bị đẹp luôn.
quá đẹp. Sao anh kêu, thank you. Ai đây cao như quay phim vậy? Giống quay phim hả? Giống quay phim. Không, ở đây mát lắm, ở đây mát hơn Sài Gòn nhiều. Nó quay lại thì nó lại hồi lần lát. Lê Như Ý. Đúng rồi, anh đang có nho rượu vang nè. Mọi người thấy không, là nho rượu vang của Ninh Thuận năm 2019 anh có mặt ở đây. Không, ở đây mát lắm tại vì có gió biển á. Ủa ca có quay không mùi? Ca có quay không? Có phỏng vấn không? Ok, giờ bây giờ mọi người coi cái không khí ở đây trước đây ha. Phải làm việc rồi. Đó, đây là lễ hội nho với rượu vang ha. Giải đua xe thể thao địa hình. Đó, quan cảnh rất là đẹp. Quan đã đứng ngoài đây đó, mấy cái xe ngoài nữa chạy theo. Cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Ê hey, Bella. Trời ơi đuối lắm. Ok bye bye mọi người. Qua làm việc cái. Mệt quá.